Cẩm Tú mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8 tháng 9 năm 2024 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Reuters dẫn nguồn tin an ninh Ukraine cho biết hôm 7 tháng 9, máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công một kho đạn ở tỉnh Voronezh của Nga trong đêm. Kiev tin rằng kho này đang được sử dụng để chuyển đạn dược và khí tài sang Ukraine. Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev nói rằng hệ thống phòng không Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa một UAV vào sáng 7 tháng 9 nhằm vào phía tây tỉnh này, cách biên giới Ukraine 150 km. Ông Gusev nói không ai bị thương, nhưng khi UAV rơi xuống đã gây ra đám cháy lớn, lan sang các thiết bị đổ và gây vụ nổ. Nêu thêm, đã có quyết định sơ tán người dân khỏi một ngôi làng, dù không đề cập nơi xảy ra vụ việc. Trên tiền tuyến, thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine vẫn là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga, khi nơi đây đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống hậu cần của Ukraine ở vùng Donbass. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát Kalinov. Đây là ngôi làng cách trung tâm hậu cần Pokrovsk khoảng 25 km về phía đông nam. Truyền thông Nga cho biết đây là một phần trong hướng đột phá Ocheretin được nước này triển khai từ tháng 4 nhằm mở rộng cuộc tấn công vào hàng loạt cứ điểm của Ukraine ở mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN gần đây, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky khẳng định chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk ở miền Tây Nga đang thành công và nhờ đó đã chặn đứng đà tiến quân của Nga tại mặt trận Pokrovsk. Tuy nhiên, tuyên bố của ông không tạo ra cảm giác an tâm cho rất nhiều người ủng hộ Ukraine khi quan sát bước tiến của Nga ở vùng Donbass. Chiến dịch Kursk đã làm gia tăng đáng kể nhuệ khí không chỉ của quân đội mà còn của toàn Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky ngày 5 tháng 9 đánh giá chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk của Nga là một thành công khi giúp Kiev đạt nhiều mục tiêu chính, bao gồm ngăn chặn một mũi tiến công mới của Nga từ Kursk, lập vùng đệm để ngăn các cuộc nã pháo xuyên biên giới hàng ngày, bắt tù binh và gia tăng nhuệ khí. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine cũng đang đối mặt với mối hoài nghi lớn khi tập trung nguồn lực lên Kursk, trong khi tiền tuyến miền đông đang đối mặt sức ép rất lớn từ các lực lượng Moscow. Nga đang dần dần lấn chiếm thêm nhiều làng mạc và tiếp cận Pokrovsk, trung tâm hậu cần chiến lược cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến và là cửa ngõ dẫn đến những vùng khác tại tỉnh Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW của Mỹ đánh giá Nga có vẻ đang ưu tiên bước tiến về Pokrovsk và chấp nhận trì hoãn việc đánh bật quân Ukraine khỏi Kursk. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN được phát sóng hôm 5 tháng 9, Tổng tư lệnh Shishky của Ukraine vẫn tỏ vẻ lạc quan. Thực tế là trong 6 ngày qua, Nga không thể tiến thêm một mét nào ở hướng Pokrovsk. Nói cách khác, chiến lược của chúng tôi đang phát huy hiệu quả. Các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của Nga vẫn ở Pokrovsk, nhưng chúng tôi đã tước mất đi của Nga khả năng cơ động và điều quân tiếp viện từ các hướng khác. Tuy nhiên, hãng tin AFP phân tích dữ liệu của ISW cho thấy từ khi chiến dịch tại Kursk của Kiev bắt đầu, Nga giành được thêm 476 km2 tại Ukraine, bước tiến lớn nhất từ tháng 10 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố quân đội đang tiến lên tại vùng Donbass miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chưa từng thấy sau một thời gian dài. Báo The Hill dẫn lời giáo sư Stephen Wall, một chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại trường chính sách công Kennedy, Mỹ, cho rằng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát tại Kursk là rất nhỏ so với diện tích và dân số Nga. Chiến dịch tại Kursk dù đạt thành công chiến thuật nhưng rõ ràng có những hạn chế về khả năng tiến xa hơn của Kiev. Theo giáo sư Wall, thành công ngắn hạn này của Ukraine rốt cuộc có thể sẽ bị cho là thất bại chiến lược nếu nó khiến sức phòng thủ của Ukraine tại miền đông suy yếu và cho phép Nga tiến nhanh hơn tại đó. Nga có thể chấp nhận để cho Ukraine chiếm một phần nhỏ lãnh thổ vì biết rằng sau này vẫn có thể giành lại. Sau một tháng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vùng Kursk hôm 6 tháng 8, Ukraine được cho là đã chiếm giữ khoảng 100 làng trên diện tích khoảng 1.300 km2, bắt khoảng 600 tù binh. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Shishky thừa nhận Nga có lợi thế về quân số và hỏa lực, trong khi Ukraine phải tung ra tiền tuyến những tân binh chưa qua huấn luyện đầy đủ. Một số nhà quan sát cho rằng Nga có thể biến chiến dịch Kursk thành thời cơ để tiêu hao lực lượng Ukraine và ngay cả trong trường hợp bắt buộc đàm phán. Moscow chắc chắn không chấp nhận mức giá 1.000 đổi 1 xét về diện tích lãnh thổ mà hai bên kiểm soát. Bên cạnh đó, Kiev còn đối diện nỗi lo ngày càng tăng về sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Shishky thừa nhận sự chậm trễ từ nguồn viện trợ từ Mỹ đã gây ra nhiều thất bại lớn trên chiến trường và làm giảm sĩ khí.
Sau khi cuộc phỏng vấn của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky được phát sóng, một sĩ quan chỉ huy thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine đang chiến đấu ở hướng Pokrovsk đã bác bỏ thông tin Nga đã bị chặn đứng tại đây. Còn cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Yuri Lutsenko thì cho rằng Tổng tư lệnh Syrsky có thể bị buộc từ chức nếu quyết định điều động những đơn vị tinh nhuệ nhất đến vùng Kursk của Nga, dẫn đến hậu quả là do bước lùi trên chiến trường Donbass. Thưa quý vị, bản tin truyền hình Báo Thanh niên ngày hôm qua có đề cập thông tin về khả năng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Ngày 7 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ vô cùng lo ngại trước thông tin này. Bộ này cho rằng hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Tehran và Moscow là mối đe dọa đối với Ukraine, châu Âu và Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên Iran và Nga. Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc trước đó đã khẳng định nước này không cung cấp vũ khí cho các bên tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào, bao gồm xung đột tại Ukraine. Phái đoàn nhấn mạnh Iran không chỉ từ chối tham gia vào các hành động như vậy mà còn kêu gọi các nước khác ngừng cung cấp vũ khí cho các bên liên quan cuộc xung đột. Mẫu tên lửa Iran được đề cập là FAT-360 với tầm bắn 120 km. Nếu được Nga sử dụng thì tên lửa này có thể đe dọa một số vùng sát chiến tuyến và Ukraine không có nhiều lựa chọn để ngăn chặn nếu không muốn dùng tên lửa Patriot của Mỹ. Ở chiều ngược lại, các đồng minh phương Tây dẫn đầu là Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm ủng hộ Ukraine, thể hiện qua việc tiếp tục viện trợ để giúp quân đội Kiev ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, lo lắng về nguy cơ leo thang xung đột đã khiến Washington dè dặt trong việc cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa của phương Tây như tên lửa Storm Shadow và Atacms để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mới đây, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã đưa ra một số ý kiến về vấn đề này. Đã có một thời điểm vào mùa thu năm 2022 khi tôi cho là đã có nguy cơ thực sự về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta nên lo sợ một cách không cần thiết về điều đó. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns hôm 7 tháng 9 cho rằng phương Tây không cần quá sợ hãi về những lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan xung đột tại Ukraine. Ông Burns nói Mỹ từng hóa giải một nỗi lo sợ Nga sử dụng hạt nhân vào mùa thu năm 2022, điều cho thấy những đe dọa của Moscow không phải lúc nào cũng trở thành sự thật. Trả lời câu hỏi liên quan chủ đề Mỹ có cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không, ông Burns cho biết Mỹ đã có nhiều hỗ trợ dành cho Ukraine và chắc chắn trong tương lai, Washington sẽ cân nhắc những cách khác để tiếp tục giúp sức cho Kiev. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ và các đồng minh phương Tây có lo lắng thái quá về nguy cơ leo thang xung đột nếu cho phép Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào lãnh thổ Nga, ông Burns nhấn mạnh không một ai được xem nhẹ nguy cơ leo thang. Storm Shadow là tên lửa hành trình của Anh và Pháp, Paris gọi là SCAP, có tầm bắn khoảng 300 km. Nhà Trắng đang rất e dè về việc cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow và các tên lửa tầm xa khác như Atacms của Mỹ để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi. Báo chí Anh cho biết Mỹ có tiếng nói trong việc sử dụng tên lửa Storm Shadow bởi cần có thông tin tình báo, trinh sát và các hệ thống bảo mật của Washington để tránh việc Nga gây nhiễu tên lửa. Phát biểu tại cuộc họp gần nhất của nhóm các nước hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga sẽ không đảo chiều chiến sự. Ông Austin nhấn mạnh không có vũ khí nào có thể đóng vai trò là yếu tố xoay chuyển tình thế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến thăm London trong 2 ngày 9 đến 10 tháng 9 để thảo luận về tình hình Ukraine, Trung Đông và châu Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken sẽ bàn bạc với các đối tác về nỗ lực tập thể để hỗ trợ Ukraine. Phát biểu trong video vừa rồi của Giám đốc CIA William Burns được đưa ra khi ông cùng xuất hiện với lãnh đạo cơ quan tình báo Anh MI6 Richard Moore trong một sự kiện ở London hôm 7 tháng 9. Đây là lần đầu tiên hai vị lãnh đạo tình báo Anh và Mỹ cùng xuất hiện trên một sân khấu công cộng. Tại đó, ông Burns và ông Moore cho biết hai cơ quan này đang thúc đẩy để giảm leo thang ở Trung Đông và đang nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza để có thể chấm dứt sự bất mát khủng khiếp về sinh mạng của người dân thường Palestine, cũng như để Hamas thả các con tin Israel bị bắt giữ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Ông Burns cho biết Mỹ đang phối hợp với Ai Cập và Qatar để tinh chỉnh đề xuất ngừng bắn Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tháng 5 nhằm khiến cả giới lãnh đạo Israel và Hamas đều thấy được giá trị khi áp dụng nó. Giám đốc CIA Burns nhấn mạnh rằng, theo kinh nghiệm của ông về các cuộc đàm phán ở Trung Đông sẽ không bao giờ có thể đạt được kết quả hoàn hảo. Bản thân ông Burns là người đàm phán chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Về tình hình xung đột ở Trung Đông, thưa quý vị, Bộ Y tế Liban nói rằng 3 nhân viên y tế thiệt mạng và 2 người bị thương do Israel tấn công trong lúc họ đang dập tắt đám cháy ở thị trấn Faron thuộc miền nam Liban. Bộ Y tế Liban lên án vụ tấn công là cuộc tấn công trắng trợn vào một bộ máy nhà nước chính thức của nước này, đánh dấu cuộc tấn công thứ hai vào một nhóm ứng cứu khẩn cấp trong vòng chưa đầy 12 giờ. Thủ tướng Liban Najib Mikati cũng chỉ trích vụ tấn công là sự vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố sẽ họp khẩn cấp với các đại sứ phương Tây và các tổ chức quốc tế vào ngày 9 tháng 9 để giải quyết tình trạng thù địch đang diễn ra. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố, sáng 7 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công và tiêu diệt những kẻ khủng bố từ tổ chức khủng bố Aman hoạt động trong một cấu trúc quân sự thuộc Hezbollah trong khu vực Faron ở miền nam Liban. Đáp lại, Hezbollah tuyên bố họ đã phóng một loạt tên lửa để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Faron, nhắm vào một trụ sở quân sự của Israel, gây ra thương vong. Khoảng 140 dân thường đã thiệt mạng do những cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, khi giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah nổ ra song song với cuộc xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza. Reuters cho hay, cường độ giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã tăng lên đều đặn, khiến hàng chục ngàn người ở cả hai bên biên giới Liban, Israel phải di dời. Trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang giữa Israel và các lực lượng trong khu vực, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa kêu gọi các nước Hồi giáo nên thành lập liên minh chống Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 9 tháng 7 tuyên bố các quốc gia Hồi giáo nên thành lập một liên minh chống lại điều mà ông gọi là mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa bành trướng từ Israel. Ông đưa ra bình luận này tại một sự kiện của Hiệp hội Trường học Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đề cập thông tin quân đội Israel bắn chết một phụ nữ Bỉ gốc Thổ tham gia biểu tình phản đối việc mở rộng khu định cư ở bờ Tây do Israel chiếm đóng. Nếu Israel tiếp tục như thế này, sau khi chiếm đóng bờ Tây, họ sẽ hướng mắt đến một nơi khác, đến lượt các quốc gia khác trong khu vực từ Liban đến Syria và họ sẽ để mắt đến vùng đất của chúng ta. Ông Erdogan nói cách duy nhất để ngăn chặn sự ngạo mạn của Israel và chủ nghĩa khủng bố của nhà nước Israel là liên minh các nước Hồi giáo. Những bước đi mới mà chúng ta đã thực hiện với Ai Cập và Syria nhằm mục đích hình thành một đường lối đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa bành trướng của Israel. Tất cả các quốc gia Hồi giáo cũng nên có lập trường chung chống lại sự chiếm đóng của Israel mà chúng ta không biết đến bao giờ mới dừng lại. Ngoại trưởng Israel Katz của Israel sau đó nói rằng phát ngôn mới của Tổng thống Erdogan là lời nói dối và kích động nguy hiểm. Ông Katz còn nói rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc nhiều năm với Iran để phá hoại các chế độ Ả Rập ôn hòa trong khu vực. Tổng thống Erdogan đã tiếp đón Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Ankara trong tuần này. Hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza và những cách để hàn gắn thêm mối quan hệ đóng băng lâu dài của họ trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Ai Cập trong 12 năm. Mối quan hệ giữa Ankara và Cairo bắt đầu tăng băng vào năm 2020 khi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngoại giao để xoa dịu căng thẳng với các đối thủ khu vực. Trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Trong tháng 7, ông Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi lời mời đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad bất cứ lúc nào để có thể đàm phán nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn đã cắt đứt quan hệ vào năm 2011 sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra. Một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Jabalia hôm nay đã giết chết ông Mohammad Mosri, phó giám đốc Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Gaza ở các khu vực phía bắc dải Gaza, cùng 4 người trong gia đình ông. Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự cho biết trong một tuyên bố rằng cái chết của ông Morsi đã nâng tổng số thành viên của cục lên 83 người thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phía Israel chưa bình luận về vụ việc. Israel và Hamas vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về thất bại của các cuộc đàm phán ngừng bắn do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian. Mỹ đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất mới, nhưng triển vọng đột phá có vẻ mờ nhạt vì khoảng cách giữa các lập trường của các bên vẫn còn lớn. Trong khi đó, lực lượng Houthi của Yemen vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel lẫn các đồng minh của nước này. Theo đó, Houthi tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đang thực hiện các hành vi thù địch trên không phận của tỉnh Marib, đông nam Yemen. Lực lượng này nói đây là lần thứ 8 tiêu diệt được loại UAV có giá xuất xưởng đến 30 triệu đô la Mỹ một chiếc này. Lực lượng phòng không Yemen đã bắn hạ một máy bay MQ-9 của Mỹ khi nó đang thực hiện các hoạt động thù địch trên không phận của tỉnh Marib. Ông Yahya Sari, người phát ngôn quân sự của Houthi, đưa ra tuyên bố này vào hôm 7 tháng 9. Theo ông Sari, đây là máy bay MQ-9 thứ 8 của không quân Mỹ bị Houthi bắn rơi trên không phận Yemen kể từ khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, ông Sari không cung cấp thông tin cụ thể về cách Houthi bắn hạ máy bay. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin TASS rằng họ không thể xác nhận tuyên bố mà Houthi cung cấp. MQ-9 Reaper
UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 mét và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc cây bật Q9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Theo nhà sản xuất, cây bật Q9 được trang bị hệ thống tự vệ, có khả năng phát hiện mối đe dọa và triển khai biện pháp ứng phó vũ khí phòng không của đối phương. Sau khi xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza leo thang từ tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Israel và bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại dải Gaza. Trong hơn 70 cuộc tấn công, quân Houthi đã đánh chìm 2 tàu, bắt giữ một tàu khác và giết chết ít nhất 3 thủy thủ. Mới đây, quân đội Mỹ cho biết lực lượng Houthi đã tấn công 2 tàu chở dầu thô gồm tàu Amjad treo cờ Saudi và tàu Blue Lagoon 1 treo cờ Panama. Ở Biển Đỏ vào hôm 2 tháng 9, quân đội Mỹ và đồng minh ở khu vực Trung Đông đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào lực lượng Houthi ở Yemen nhằm ngăn chặn và trả đũa các đợt tấn công ở Biển Đỏ. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 8 tháng 9 của báo Thanh Niên cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại các nền tảng của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để chú ý đón xem. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.